Xin chào quý vị và các bạn đang xem kênh Đồng Hải Kết Nối Yêu Thương. Ngày hôm nay sau khi Đồng Hải vào thăm hai gia đình hết sức khó khăn, neo đơn và có trao một số quà nho nhỏ cho hai gia đình và quay lại hoàn cảnh của mọi người để giới thiệu chia sẻ với tất cả bạn bè, những người xem kênh YouTube của Đồng Hải. Giờ Đồng Hải lại tiếp tục rời Điện Biên để đi về dưới Sơn La. Hiện giờ là mình đã đang đi đến đèo Tầng Quái, một con đèo cũng rất quanh co, vấn khúc và nguy hiểm. Con đèo này dài 11 km. Một bên là vực sâu và một bên là núi cao. Hiện giờ thì trời Điện Biên đang rất là nắng to, rất to ấy. Đường rất quanh co và vấn khúc. Sau khi đổ hết con đèo Tầng Quái, giờ mình đã đang đi vào trong khu vực của thị trấn Mường Ảng. Mường Ảng cũng là huyện của miền núi, được xây dựng theo chiều dài của con đường quốc lộ. Một bên thì là vùng đồi núi, còn một bên là bên ruộng đồng nước cơ. Các bạn ạ, thổ nhưỡng của Điện Biên cũng là rất là tốt, rất phù hợp cho cây cao su mọc đấy. Trước mặt chúng ta là những đồi cao su bát ngát, xanh rì. Quả thật là một vùng đất lý tưởng. Cây cao su sẽ là cây xóa đói giảm nghèo sau này cho người dân ở khu vực đây. Mình đã đến đèo Tà Cơn, một con đèo cũng hết sức là quanh co và nguy hiểm. Đang lên đến đỉnh đèo,
đầu xuống đèo. Đây hai bên đường người dân bán rất nhiều sản vật của địa phương và người ta tìm trong rừng như lan, linh chi và rất nhiều thứ sản vật khác. Các bạn thân mến, hiện giờ là mình đang leo con đèo Pha Đin, một con đèo dài và quanh co uốn khúc tương đối nguy hiểm nhưng đèo cũng rất là đẹp. Con đường bây giờ đã được trải dốc và nhẵn, do đó các phương tiện đi lại cũng tương đối là an toàn, mặc dù đèo rất dài và tương đối dốc. Cũng như tất cả các con đèo khác thì một bên vẫn là vách núi cao và một bên là vực sâu, nhưng đều đã được lắp các lan can an toàn. Ngày xưa trong một bài hát thì có nói là dốc Pha Đin chị gánh anh thổ, đèo Lũng Lô anh hò chị hát. Nhưng thực sự đây phải là một con đèo chứ không thể là dốc được, thì con đèo rất dài và rất quanh co uốn lượn. Trên các triền đồi thì người dân ở đây trồng rất nhiều cà phê. Từ trên cao đây chúng ta sẽ được nhìn thấy một phần nào của con đèo Pha Đin. Rất quanh co uốn lượn. Hiện giờ mình đã bắt đầu đến huyện Thuận Châu của tỉnh Sơn La và tạm biệt huyện Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên. Con đường vẫn còn đang tiếp tục lên trên dốc. Nhưng ở đây thì phong cảnh rất là hữu tình. Đường nằm giữa hai bên núi với những đồi thông xanh rì.
cái điểm đèo Pha Đin chính là ranh giới của hai tỉnh, đó là tỉnh Điện Biên và tỉnh Sơn La. Bây giờ trời rất mát và đi lên đồi cao, do đó hai tay ù đạp đi. Cây cầu cá vẫn lượn theo con đường. Nơi đây chính là di tích đèo Pha Đin. Một tượng đài đã được dựng ở giữa ngã ba đường quốc lộ 6 mới và quốc lộ 6 cũ. Đèo Pha Đin là nơi hứng chịu rất nhiều những trận oanh tạc bằng máy bay của thực dân Pháp, ngăn chặn đường tiếp tế vũ khí lương thực đi lên phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Do đó đây là một di tích, cũng là một chứng tích đặc biệt để cho thế hệ về mai sau còn được biết đến lịch sử của đèo Pha Đin. Còn đây là con đường quốc lộ 6 cũ. Giờ mình lại tiếp tục cuộc hành trình lên đường về huyện Thuận Châu và về thành phố Sơn La. Bây giờ là mình đã đến trung tâm của huyện Thuận Châu, Sơn La. Đây là huyện đầu tiên từ phía Điện Biên. Giờ này đang giờ tan học, các cháu học sinh nên đường khá tương đối là đông. Như các huyện khác cũng đang thờ treo rất nhiều kín đường để cho người này. Các bạn ạ, con chiến mã của mình cũng đến lúc phải được nghỉ ngơi một chút. Hiện nay là mình lại thay dầu đợt 2 cho chuyến hành trình này. Nó đi cũng tương đối vất vả gần tuần nay rồi. Đây là cửa hàng Honda thử nghiệm ở tại Thuận Châu của Sơn La. Mình sẽ thay dầu cho em Chiến Mã xong lại tiếp tục cuộc hành trình. Về đến nhà mới lại phải thay tiếp.
thay dầu cho các chiến mã xong, mình tiếp tục lên đường. Hiện giờ là mình đã đi đến con đèo dốc rất quanh co. Buổi chiều nay thì giờ này mặt trời cũng đã dịu đi nhiều. Phố Sơn La chỉ còn cách 2 km nữa. Đây thì rất là nhiều mận. Sơn La là vương quốc của mận, nhất là về đến Mộc Châu thì có một thung lũng mận, đó là thung lũng Nà Ca. Các bạn ạ, hiện giờ là mình đang đứng ở vùng đất gọi là xã Mường Nội, huyện Thuận Châu. Nơi đây cũng là một thủ phủ của mận của Sơn La. Những cánh đồng mận bạt ngàn trải dài trong các thung lũng lên các triền đồi. Mận ở đây thì hiện giờ mới có một số cây chín, còn hầu như vẫn còn xanh là nhiều, nhưng quả ăn đã rất ngon. Đấy, các bạn thấy không, những cành mận sai chĩu, sắp gãy cành. Đấy, mận đây chĩu cành. Thật là tuyệt vời. Khi mình được đi đến tận những nơi mà người ta trồng những cái cây trái và cho năng suất rất là cao. Chào đón mọi người đến với thành phố Sơn La. Hiện giờ thành phố Sơn La đã đang hiện dưới ống kính của mình. Đây là khu vực lòng chảo nhỏ, dân cư ở rất đông đúc, xung quanh là các dãy núi cao. Do địa thế nó rất hẹp nên thành phố Sơn La kéo dài rất dài về hướng xuôi về Hà Nội các bạn ạ.